Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thay thay lõi lọc nước ba lõi lọc thô nhanh nhất, ba lõi hay nhiều lõi cũng như vậy thôi. Đây là lõi số 1 và lõi số 2 mình vừa mới tháo ra được bùn này, tại mình dùng nước giếng thôi. Thế để cái chất rắn hòa tan trong nước của mình rất là thấp nên là mình chỉ có bùn ở trong thôi. Để kiểm tra cục lọc nó còn sạch hay dơ, nhìn bên trong này. Cục này ở mức độ tương đối nhé, chưa bẩn quá, chỉ bên ngoài thôi. Khả năng mình sẽ dụ đi được nhưng mà cục lọc này mình mua nó rẻ lắm nên là mình sẽ thay đổi cục mới. Nên vậy, đây là nếu mà chống cháy vẫn dùng được chứ không phải là không dùng được. Mình tháo hết ra này. Rồi số 3 còn sạch, mình vừa tháo ra vệ sinh nhưng bây giờ mình lắp lại này. Bước tiếp theo này, mình sẽ xiết cái cốc số 1 này vào ô số 1. Ô số 1 là ô nào thì lúc mà mình tháo ra thì mình nên ghi lại. Khi mà mình quên ghi lại ở trên cái nắp nhá. Nắp ly nhá, còn ghi lại ở trên này mình tháo ra mình không biết đâu. Đấy, trước lúc mà mình tháo ra mình đã khóa nước và bây giờ mình mở nước lại. Cái khóa trên nước này nó tùy thuộc vào cái khóa của thợ lắp nhé. Như thế này đang đóng này, này đang mở, nó hơi ngược một chút xíu. Nước bên này sẽ chảy ra này. Mình cái này là nó thực sự là để cho cái nước cấp đầu vào của mình cho nó đầu vào dưới. Mình sẽ làm sạch nó kiểu như thế, mở lòng lòng ra một chút thì nước mới chảy được. Mình đặt quá không có hơi đi vào. Bóp cái khăn ở dưới để cho nó sạch. Là số nước dư từ cái chỗ nước cấp đầu vào đi vào nó bị tịt đấy, mọi chuyện dơ quá hoặc là đường ống cấp dài quá mình sẽ xả lâu hơn, đơn giản vậy thôi. Giờ mình sẽ tháo ra xem thử. Đây, các bạn thấy nó đục, đó nó đục, đó đường cấp và mình rất là ngắn nên là mình chỉ xả một khúc vào thôi. Và anh em còn nhiều thì nhiều. Bước thứ hai này, đây mình sẽ cho cái lõi số 2 này vào lõi số 1. Mục đích thì làm gì? Cho lõi số 2 và lõi số 1, mục đích là mình sẽ xả cái lõi than này trước khi sử dụng để nâng cao cái tuổi thọ của cái lõi số 3. Mình sẽ lắp vào cái ly số 1. Ly số 1. Đây là nước cấp đầu vào này, ống 10 này. Đây, ống lớn. Nước cấp đầu vào này. Bình thường nó sẽ có ghi in out giờ máy này. Đây là cái đầu ra của lõi số 1 này. Đó. Nhà nhóm mũi quá. Bây giờ mình sẽ tháo cái chốt này ra. Đây, mình sẽ tháo cho anh em xem. Tháo cái chốt này ra. Giống tương tự như video trước, giữ cái fan này lại giống rút ra. Một tay thì hơi vất vả. Đó. Cái vị trí của cái bò này đi ra nó sẽ là lỗ than, để mình xả cho mọi người xem. Nó sẽ có màu đen. Mình sẽ kiếm một cái thau nào nó lớn lớn ở số này. Đây, số này. Mình sẽ nối vào này. Mình sẽ nối vào thêm cho nó một cái cút. Đó, đi ra ngoài cho cái xô này, lúc nước xả ra mọi người sẽ biết là nó than ở trong nó nhiều. Nó càng mắc tiền thì nó càng nhiều than thì nó lọc sẽ càng sạch. Mục đích của lõi số 2 thì thử clo trong lúc máy với lại trong kim loại nặng. Nước giếng của mình thì giờ mình mở nước nhé. Quá trình xúc rửa lõi số 2 ở trong lõi số 1 này. Nước đang đi vào, nhớ vào bạn kín nhé. Bạn không kín là nó sẽ xì ra ngoài. Nước đang đi vào đó. Ui, sorry, mình cắm sai lỗ. Đúng rồi, nó là lỗ này. Đó, nước nó sẽ có màu đen nhẹ. Bởi vì như mình thấy thì cái lõi aqua này thì nó
là nhẹ, mình nghĩ là nó ít than. Còn nếu mà loại gốc của nó Kang Wu hoặc là Caro Phi thì hiện tại thì nó đen lắm, đen kinh khủng. Như lõi Kang Wu, còn lõi lõi Caro Phi đời mới bây giờ thì nó cũng hạn chế than rồi. Bên ngoài thì cả lõi Smart Pro hoặc là những lõi Smart Pro V thì bên ngoài của nó là bông, bên trong là than, còn lõi này ít than, nó đen ít thì chứ bình thường đen ngòm, giống như lúc mình mới mua máy mình xả trên vòi đó. Cái này không khác gì thao tác xả trên vòi đâu, nhưng mà để nó không đi qua những cái vị trí khác nữa, không đi qua số 3 nữa, không đi qua màn RO, mình sẽ xả trực tiếp ra ngoài cái vòi luôn thì máy sẽ đảm bảo hơn đó. Còn bước cuối cùng thì nó đơn giản thôi, mình sẽ lắp lại như cũ, khóa nước lại và lắp lõi 1 2 3 theo đúng thứ tự. Khi nước lên vòi thì mình xả tiếp, xả đâu đó tầm khoảng 5 phút liên tục là mình bắt đầu uống được, chứ mình không phải xả lâu như ngày trước nữa.